Con chào, Sunny đây. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm vừa rồi mình có xem vlog của anh Đức Hải nói về việc là người Nhật có ghét người Việt Nam hay không. Trong những dẫn chứng của anh có nói về việc là người Việt Nam ở Nhật có gây ra nhiều cái hành động không có tốt về mặt luật pháp như là ăn trộm, ăn cắp, rồi đá tàu, buôn lậu các thứ. Đối với mình á, không những là chỉ những việc lớn như là ăn trộm, ăn cắp mà ngay cả trong cái cách sinh hoạt của Việt Nam mình á, là do văn hóa của nước Việt Nam với nước Nhật khác nhau. Cho nên á, là trong cái cách sinh hoạt của người Việt Nam mình mà nếu đem cái cách sinh hoạt đó qua Nhật á, thì nhiều cái nó sẽ trở nên vô văn hóa. Và người Nhật như các bạn cũng đã biết là họ rất là kín tiếng, họ nghĩ trong lòng nhưng mà họ sẽ không nói ra đâu. Và nhiều khi họ nhìn thấy người Việt Nam làm những cái hành động mà không tốt đó thì họ cũng sẽ không nói, nhưng mà trong lòng họ lại nghĩ là người Việt Nam mình bất lịch sự quá. Thì hôm nay mình sẽ làm cái vlog này để nói về 10 điều mà người Nhật cho là bất lịch sự và cực kỳ cấm kỵ ở Nhật, để các bạn có thể biết và tránh khi mà đến Nhật. Cái đầu tiên đó là việc xả rác. Ở Việt Nam mình thì thùng rác công cộng mình thấy rất là nhiều, nhưng mà mình thấy ít có ai mà thật sự bỏ rác vào thùng rác công cộng lắm. Bỏ đâu bỏ đó, ăn xong thì bỏ đại ở đó luôn. Thì cái này khá là bất lịch sự ở Nhật, bởi vì ở Nhật á, thì rất là ít thùng rác. Các bạn đi trên đường sẽ không thấy một cái thùng rác nào đâu. Nhưng mà nó sẽ có những cái thùng rác ở những cái cửa hàng tiện lợi á, thì người ta vứt rác ở đó, hoặc là người ta có rác người ta sẽ bỏ vô cặp và đem về nhà, chứ người ta không vứt bừa bãi. Nên khi mà các bạn đến Nhật á, các bạn lưu ý là không nên bỏ rác bậy bạ, mà một đó là đem về nhà, hai là đến những cái cửa hàng tạp hóa công cộng để vứt rác. Thứ hai đó là cách ăn uống. Người Nhật rất là khó khăn, nói chung rất là nghiêm khắc về chuyện ăn uống. Thì mình sẽ lược ra một vài điều thú vị trong cái cách ăn uống của người Nhật. Thứ nhất á, là bạn khi mà bạn ăn á, bạn không được bỏ một tay dưới bàn mà một tay trên bàn, mà bạn phải bỏ hai tay lên bàn. Và ăn á, thì không có được cầm đũa mà múc vào tô, mà ngồi gù như thế này để múc và ăn, mà bạn phải cầm chén lên, cầm đũa rồi gắp thức ăn. Ví dụ ăn canh thì phải cầm tô canh, ăn cơm phải cầm tô cơm, chứ không có được ngồi bỏ tất cả mọi thứ xuống chỉ cầm đũa mà ăn thôi. Thì đó là khá là bất lịch sự. Thứ hai đó là chỉ đũa vào mặt người khác. Thì người Nhật kỹ nhất là khi đang ăn mà nói chuyện mà cầm đũa, thì nếu mà có nói chuyện á, thì các bạn nên bỏ đũa xuống là nói chuyện, sau đó thì lại lấy đũa lên và ăn tiếp, chứ đừng có vừa cầm đũa mà vừa nói chuyện. Thì nhiều khi mình sẽ chĩa đũa vô mặt người ta, thì cái đó là khá là bất lịch sự. Và còn một cái nữa là người Nhật ăn á, thì rất là kín miệng, không có mở miệng lớn, không có thấy để cho người ta thấy đồ ăn trong miệng của mình. Cho nên á, là khi mà các bạn ăn á, các bạn phải nhai như vậy, chứ không được nhai như vậy thì sẽ bị rất là ghét, cực kỳ ghét. Người Nhật rất là ghét chuyện này. Tiếp theo số 3 đó là việc đi trễ mà không báo. Người Việt Nam mình thì cái vụ giờ giấy thun thì ai cũng biết rồi. Đi làm á, thì người Việt Nam mình đến thường là đến đúng, ví dụ 9 giờ làm thì đến đúng 9 giờ. Nhưng mà đối với người Nhật có đến đúng giờ làm á, là đã bị gọi là đi trễ rồi. Tại vì thường á, người ta đến trước 5 phút hoặc đến trước ít nhất là 15 phút. Ngay cả khi mà hẹn bạn bè đi chơi cũng vậy, không nên để bạn mình chờ lâu, mà không nên đến đúng giờ. Mà thường là các bạn hẹn người Nhật thì nên đến trước ít nhất là 5 phút, nếu mà đối với bạn bè, còn đi làm thì đến trước 15 phút là tốt nhất. Cái thứ tư đó là chen ngang hàng, cực kỳ tối kỵ ở Nhật luôn. Người Nhật rất là ghét bị chen hàng. Ở Việt Nam mình thì cái văn hóa xếp hàng nó cũng còn khá kém. Cho nên khi mà các bạn đến Nhật á, các bạn lưu ý là người Nhật xếp hàng mọi lúc mọi nơi luôn. Cho nên là khi mà các bạn muốn mua đồ hay là các bạn muốn đi toilet chẳng hạn, nếu mà các bạn thấy hàng dài á, thì các bạn nhớ là đừng bao giờ chen hàng, và phải đứng cuối hàng để đợi cho những người đi trước xong rồi mới đến mình. Cái thứ năm đó là việc bấm kèn inh ỏi. Như cái vlog trước mình nói thì người Nhật á, đối với người Nhật thì cái tiếng kèn giống như là một cái từ chửi vậy đó. Khi nào người ta bực bội người ta mới bấm kèn thôi. Cho nên là hạn chế bấm kèn, nhất là xe hơi, nhưng mà xe đạp cũng vậy. Khi bạn đi xe đạp á, trên đường, trên lề, mà thí dụ có ai đi dàn hàng ngang á, các bạn đi không được, thì các bạn cũng nên tiếng một cái thôi, chứ đừng có tiếng là người ta sẽ rất là ghét. Và thậm chí là dạo này mình nghe nói là có bộ luật mới, nói là nếu mà bấm kèn inh ỏi như vậy sẽ bị phạt 10 triệu đồng Việt Nam á. Cho nên là những bạn mà sống ở Nhật nên lưu ý điều này và đừng có dùng kèn bừa bãi.
thứ sáu đó là ăn nói sổ sàng không kính ngữ và chen vào khi người ta đang nói. Thì đầu tiên là việc ăn nói sổ sàng không kính ngữ. Việt Nam mình được học tiếng Nhật á, những bạn mà học tiếng Nhật thì cũng biết là ngay từ những bài đầu thì người ta chỉ dạy cho mình thể mass thôi, thể kính ngữ á. Nhưng mà mình thấy đa số những bạn Việt Nam mà biết ít tiếng Nhật thì các bạn thích dùng những cái từ ngắn hơn, những từ rút gọn của kính ngữ á. Thì những cái từ đó thật sự ra luôn á là không có người Nhật nào mà dùng với người mà không quen biết hết, mà họ chỉ dùng với những người như là bạn thân hoặc là những người nhỏ hơn mình thôi. Cho nên á là các bạn khi mà đi ra đường mà có nói chuyện với người Nhật á thì tốt nhất là nên dùng kính ngữ, chứ đừng có dùng kiểu như ne hay là những cái thể rư, thể ngắn, không nên dùng như vậy. Và không cắt ngang khi mà người Nhật đang nói. Nhiều khi người ta chỉ trích mình một điều gì đó nhưng mà điều đó không đúng chẳng hạn, thì mình cũng không có được cắt ngang là không phải, ta không có như vậy, ta không có như vậy, không được cắt ngang như vậy, mà phải để cho người Nhật nói hết câu rồi sau đó mình mới bắt đầu mình nói vào cái vấn đề của mình, chứ đừng có cắt ngang. Số 7 đó là không được nói chuyện điện thoại trên tàu điện. Có một lần mình thấy một bạn người Việt đi lên tàu và nói tiếng Việt, nói điện thoại rất là lớn, thì người xung quanh nhìn rất là nhiều, nhưng mà bạn đó vẫn không thấy ngại. Mình thì mình thấy ngại quá trời luôn, tụi mình cũng là người Việt Nam, mình cảm thấy hơi xấu hổ vì điều đó. Và không có ai mà lên tàu mà nói chuyện điện thoại lớn như vậy hết. Nếu mà có nói thì các bạn cũng nên nói âm lượng thật nhỏ cho mình nghe thôi, chứ đừng có để cho mọi người xung quanh nghe, sẽ ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều. 8. Đó là tụ tập đùa giỡn và nói chuyện inh ỏi vào ban đêm. Người lớn tuổi Nhật rất là đông cho nên họ đi ngủ rất là sớm, tầm 10 giờ là họ đã tắt đèn rồi. Cho nên á, là những bạn nào mà chơi nhóm Việt Nam với nhau mà hay ra đường vào ban đêm và đùa giỡn, hoặc là rủ bạn về nhà tối mở tiệc nhậu rồi la hét á, thì các bạn nên lưu ý là sau 10 giờ thì các bạn nên nói chuyện nhỏ lại một tí. Rồi nếu mà có đùa giỡn thì cũng nhỏ tiếng thôi, chứ đừng có bật nhạc inh ỏi hay là la hét vào ban đêm. Nếu mà gặp người khó tính, người ta sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết á. Số 9 đó là không được chạm tay vào người của người Nhật. Thì người Nhật rất là kỵ việc mà bị đụng chạm vào cơ thể đối với người không quen biết. Nếu là bạn bè thì không sao, nhưng mà không quen biết mà tự nhiên chạy lại đụng vào người ta cảm thấy rất là khó chịu. Ví dụ mình có muốn gọi người Nhật á, thì mình cũng không nên đụng vào người, mà là mình chạy lại gần, mình nói sumimasen chẳng hạn. Tuyệt đối đừng có đụng vào người. Hoặc là nếu mà người ta nghe nhạc lớn quá thì có thể dùng một ngón tay khều khều nhẹ thôi, chứ đừng có đụng mạnh quá. Hoặc là kéo người ta lại thì người ta sẽ không thích. Số 10 đó là chỉ tay vào mặt khi nói chuyện. Mình cũng rất ghét điều này, nhưng mà văn hóa phương Tây và cả Đông Nam Á mình thì nói chuyện á, hay nói lúc mà nói chuyện kể về câu chuyện nào đó hay dùng ngón này nè, chỉ như thế này. Thì người Nhật không thích bị chỉ như vậy. Cái này mình cũng biết tại sao, nhưng mà mình cũng không thích nữa. Cảm giác giống như là bị chỉ trích á, nói chung là không được tôn trọng cho lắm. Cho nên là hạn chế khi mà các bạn kể chuyện hay là các bạn nói chuyện với người Nhật, có hạn chế dùng ngón tay trỏ. Ok, đó là 10 điều mà mình thấy là nên tránh làm khi mà ở Nhật. Thì mỗi quốc gia có mỗi văn hóa khác nhau. Việt Nam có văn hóa của Việt Nam, Nhật có văn hóa của Nhật. Nhưng mà khi mà các bạn đặt chân đến Nhật rồi á, thì nhập gia phải tùy tục. Cho nên là các bạn nên theo văn hóa của họ để có được một cuộc sống thoải mái và sinh hoạt tốt hơn, là được mọi người yêu quý hơn, chứ không bị cô lập như mình hồi xưa. Và sau video này mình mong là các bạn mà sắp qua Nhật hoặc là các bạn đang ở Nhật á, có thể biết được những cái điều mà người Nhật ghét và tránh làm những điều này để cho hình ảnh người Việt Nam mình không có bị xấu đi trong mắt người Nhật nữa, và cho người Nhật thấy là người Việt Nam mình cũng rất là lịch sự chứ không phải là vô văn hóa như mà họ nghĩ. Nếu mà các bạn thấy clip này hay thì hãy nhấn like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại vào những clip sau. Bye bye. Need a star.